triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội 16 đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 được đánh giá là chưa có tiền lệ bởi trong bối cảnh cực kỳ khó khăn do tác động ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Song, trong 2 năm đầu 2021 và 2022, Gia Lai vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá, đều đạt trên 9%. Đây là một trong những kết quả thành tựu rất đáng ghi nhận, thể hiện những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của tỉnh ủy, sự vào cuộc đồng bộ kịp thời của cả hệ thống chính trị cùng với sự chung tay đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó nổi bật là kinh tế của tỉnh có bước phục hồi sau đại dịch COVID-19, duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với khu vực và bình quân của cả nước. Đến nay, giữa nhiệm kỳ, các chỉ tiêu nghị quyết đề ra đều đạt và vượt, và số liệu đã báo cáo với các đồng chí là có 10 chỉ tiêu là vượt. Các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của tỉnh ủy và việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả bước đầu đã tạo nên cú hích trên nhiều lĩnh vực. Qua phân tích, đánh giá, lĩnh vực có nhiều bước chuyển và đạt kết quả tốt nhất là nông nghiệp, trụ đỡ của nền kinh tế Gia Lai. Trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp của tỉnh đã phát triển mạnh theo hướng công nghệ cao với quy mô nông trại, trang trại và thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư triển khai các nhà máy chế biến. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay đã có 255 dự án đăng ký đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi trên địa bàn. Toàn tỉnh đã hình thành 18 khu sản xuất có tính chất công nghệ cao với gần 3.500 hecta và trên 233.000 hecta cây trồng được sản xuất theo các tiêu chuẩn Vietgap 4C Organic. Từ đó từng bước nâng cao giá trị sản xuất và đưa giá trị sản xuất lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản dự kiến đến cuối năm 2023 đạt trên 34.000 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu thế tất yếu và mang lại hiệu quả rất là cao cho bà con nông dân. Cho nên là huyện cũng chủ trương để khuyến khích bà con nông dân, các doanh nghiệp, các hợp tác xã là chủ động đầu tư trong cái việc là ứng dụng công nghệ cao. Từ khâu giống sản xuất, khâu làm đất, rồi chăm sóc và đặc biệt là cái khâu mà tưới để thứ nhất là hạn chế tiết kiệm được các cái vật tư nông nghiệp công, rồi hạn chế được cái sâu bệnh hại xảy ra trên cái vườn cây. Cho nên là bước đầu thì rất nhiều các loại cây trồng đã được ứng dụng công nghệ cao và mang lại hiệu quả. Đánh giá qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 16 Đảng bộ tỉnh Gia Lai, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt cao như tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GDP theo giá so sánh 2010 ước tăng 9,1%, tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm tăng 13,6%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 17,24% một năm. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành ước năm 2023 đạt 71,42 triệu đồng. Toàn tỉnh đã có 91 xã và 125 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Từ những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Diện mạo từ đô thị đến nông thôn và đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, càng củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng và với cấp ủy chính quyền địa phương. Nhờ Đảng và Nhà nước thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị tuyên truyền vận động bà con phát triển kinh tế mới. Nhờ có Đảng và Nhà nước thì hiện tại bây giờ chúng tôi cũng đã cuộc sống là như hạnh phúc, ấm no, không lo nghĩ gì hết. Và hiện tại bây giờ bà con cũng đã ổn định rồi. Trong 2 năm gần đây thì cái sự phát triển và đổi mới thì thấy cũng thấy rõ rệt. Đời sống kinh tế cũng như là các cái phát triển cơ sở hạ tầng, đường xã, thành thị, nông thôn. Đời sống kinh tế của nhân dân thì mỗi ngày cũng được nâng cao, thì cũng nhờ được cái đường lối đúng đắn phát triển và sự chỉ đạo của Đảng, lãnh đạo kịp thời, thì người dân nói chung là cũng từng bước phát triển
xóa đói giảm nghèo và có phần phát triển đi lên. Những thành tựu, kết quả đạt được của tỉnh Gia Lai qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội 16 đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là nền tảng, cơ sở vững chắc để Gia Lai chúng ta bứt phá, vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới và sẽ sớm thực hiện hóa được mục tiêu trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên.